Mấy? Mấy người là ai? Đại nhân, chúng tôi là hầu gái do lãnh chúa đại nhân sai đến phục vụ ngài. Địch 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 xuất hiện rồi, quyền hưởng đêm đầu của lãnh chúa. Chết tiệt, ớp mau tránh ra để tôi phán xét chủ nghĩa phong kiến tà ác chết tiệt này. Đại nhân, để hai người chúng tôi phục vụ ngài tắm rửa nhé. Tôi, tôi tự mình làm, làm được. Hi hi, đại nhân, ngài đừng ngại mà. Cứ yên tâm giao cho hai chị em chúng tôi đi. Đại nhân thả lòng nào, để chúng tôi giúp ngài tắm rửa sạch sẽ. Chờ, chờ chút đã. Bao giờ mới cho thử nghiệm công khai đây, tôi cũng muốn được hưởng thụ được hầu gái tắm rửa cho. Đây là nội dung không phải bỏ tiền mà cũng có thể xem được sao. Cảm ơn ớp, lên hạm trưởng rồi, lên hạm trưởng. Từ chối nội dung khiêu gợi, bắt đầu từ bạn và người ta, tôi lên hạm trưởng. Hi hi đại nhân xấu hổ rồi. Dị đoan, thiếu tôn trọng. Hi 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 hi, cậu ta lơi là cảnh giác rồi. Chẳng phải rất dễ sao. Song sinh ác ma hỗn huyết Kalia và Peggy cấp bậc, nhị cảnh trung giai. Đi chết đi. Không được phép dùng bàn tay dơ bẩn của hai người chạm vào cậu ta. A. À. Cậu ta là chất dinh dưỡng của ta. Cơ thể của cậu ta chỉ có thể để mình ta động vào. Ma kiếm Alex. Hả? Hai người đang nói gì thế? Mặc dù không biết tại sao cậu ta lại không bị ta ký sinh, còn dùng thanh kiếm cao quý là ta đây để cắt thịt nướng, đúng là không thể nào tha thứ được. Nếu đã như vậy ta sẽ hút sạch sức mạnh địa ngục của hai người rồi lại đi hút khô cậu ta. Đáng sợ quá, tinh lực đều bị rút sạch rồi, rút, rút lui. Ơ, ờ, kỳ lạ, sao hai cô hầu gái kia bỗng dưng lại đi rồi? Hi hi, hút sạch sức mạnh địa ngục của hai ác ma hỗn huyết kia, thực lực tăng mạnh, lần này nhất định có thể ký sinh thành công. Bỏ đi ra ngoài đi dạo xem sao đến rồi xem ta hút sạch cậu đây a a a ha chuyện gì thế này ma lực của mình đều bị cậu ta hút mất rồi tiêu rồi lại thua nữa rồi đáng ghét không ngờ lại khiến ma kiếm alex mình đây chật vật đến vậy cảm giác này đúng thật là sướng quá đi mất không hổ là cường giả như thể là một hố đen vô tận vậy ma hồn của mình cũng sắp bị hút qua đó rồi ơ ờ, thanh kiếm này bị làm sao vậy A a a sướng chủ nhân lại, lại hút người ta thêm chút nữa đi. A, à, kiếm, kiếm biết nói chuyện. Kiếm Alex nhận chủ. Bị động, sắc bén phá giáp. Bị động, hấp thụ ma lực sinh mệnh. Chủ động, ma hóa. Ma hóa, ma lực của ma kiếm rót vào cơ thể ký chủ. Tạm thời nâng cao lên một cảnh giới trong 10 phút, cái giá phải trả là tiêu hao mất 3 năm tuổi thọ, đã loại bỏ. Phong Diệp Lĩnh, chủ nhân lại hút người ta thêm chút nữa đi, chủ nhân Hóa ra là thanh kiếm này lại có thể nói chuyện được à? Qua, wow, đây là nhiều đồng dụng quá, còn có cả giáo đường nữa ư? Anh ơi, Helen, Lý Tắc các hạ, cảm ơn cậu đã cứu mạng Helen. Tôi là nữ tu của tòa giáo đường này, Teresa. Chúng ta có thể nói chuyện không? Qua, wow, là một nữ tu xinh đẹp, quần áo quá hợp ý tôi. Xem ra đây chính là phần tiếp theo của nhiệm vụ cứu cô bé kia rồi. Chị nữ tu em chính là con cún của chị. Làm thế nào mới có thể khiến những người nông dân không cần phải lo lắng cơm ăn áo mặc, sống những ngày tháng hạnh phúc được đây? Hà, tôi cho xây dựng giáo đường, khai khẩn đất hoang, thu nhận những người dân lang thang, định làm nông ở đây tự cung tự cấp. Thậm chí mỗi năm đều mời mục sư của mẫu thần giáo khu vực này đến đây thi triển thuật thúc đẩy dụng đồng sinh trưởng, để cầu mong tăng thêm chút thu hoạch. Nhưng mùa đông hàng năm vẫn có một lượng lớn người chết đói, cuộc sống của bọn họ vẫn rất nghèo khổ. Đất đai cũng như thể đã trúng phải lời nguyền gì đó vậy. Thu hoạch được càng ngày càng ít, tôi đã từng thỉnh giáo rất nhiều người. Nhưng những người tài giỏi cũng không làm gì được, thần quan còn nói rằng đây là thử thách của thần. Tôi rất mê tín, dù tôi có cố gắng đến đâu, cũng không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Xin hỏi lý tác các hạ có biện pháp gì không? Cái này ấy hả? Ôi wow, đây còn là một vị nữ tu nhân tử có tấm lòng hoài bão lớn lao nữa. Ừm ớp nói không sai, quả thật là có tấm lòng lớn lao. À tiết trời hôm nay đúng là vừa to vừa tròn. Yêu cầu nhiệm vụ đến rồi nhưng tôi không hiểu chế độ làm dụng này lắm. Cả nhà có biện pháp gì không? Tôi thật sự không hiểu về những thứ này. Địch, tôi cũng không hiểu gì về làm dụng cả. Đây cũng không phải là vùng đất hoa hạ, hoàn cảnh, môi trường cũng không giống, nhưng có thể tham khảo một số biện pháp của châu Âu thời Trung Cổ. Chuyên gia lịch sử, xin mời. Về chế độ thì đừng nói nhiều quá vội, tránh việc chế độ đối lập, dù sao đây cũng là thế giới ma pháp phong kiến. ốp, cậu nói như thế này với cô ấy, vấn đề đất đai cằn cỗi có lẽ là bởi vì hàng năm trồng trọt quá thường xuyên có thể sử dụng biện pháp của nông dân châu âu hệ thống ba cánh đồng chuyên gia đỉnh của chóp 66, 66.666 vãi trưởng cư dân mạng đều là những người giấu tài được thôi cứ làm theo biện pháp mà cư dân mạng nói xem sao tránh ra tôi sắp bắt đầu giả vờ giả vịt rồi đây vị nữ tu này tôi có một vài kiến nghị có thể giúp cô giải quyết vấn đề này gì cơ mời các hạ nói thu hoạch giảm sút không phải là vì lời nguyền gì cả mà là bởi vì canh tác trồng trọt quá mức thường xuyên dẫn đến việc thổ nhưỡng cằn cỗi đất đai mất đi chất dinh dưỡng từ đó trở thành một vòng tuần hoàn ác tính hoa màu trồng được ngày càng ít với tình huống như vậy chúng ta có thể sử dụng biện pháp hệ thống ba cánh đồng hệ thống ba cánh đồng tức chỉ chế độ chia dụng đất thành ba phần tiến hành luân canh trồng trong ba năm chế độ trồng trọt này có thể đảm bảo dưỡng chất cho đất nâng cao sản lượng trồng trọt bắt đầu giả vờ giả vịt giả vờ tốt tôi sẽ lên hạm trưởng cho cậu đất trống cũng sẽ không bị để hoang mà còn có thể quay lại để chăn nuôi gia súc gia cầm như châu bò dê lợn như vậy có thể tăng thêm thu nhập từ việc chăn nuôi lấy thịt tôi thấy mọi người không dùng phân bón mấy còn có thể thu thập phân trâu, phân ngựa để đến năm thứ hai làm thành phân bón rồi bón phân như vậy cũng có thể được sao tôi thấy nông dân vẫn còn dùng những dụng cụ cày cấy nhỏ và nhẹ để canh tác khí hậu ở đây ẩm thấp đất đai ẩm ướt chắc lại sẽ khiến những dụng cụ cày cấy nhỏ và nhẹ khó có thể canh tác được nếu như cải tiến những dụng cụ cày cấy loại nhẹ này thành những dụng cụ nặng thì có thể tăng hiệu suất canh tác, còn nữa. Kể từ năm 19 tuổi tôi đã bịt mắt lập lời thề, tìm kiếm con đường cứu dân ở trong bóng đêm u tối, mờ mịt gần trăm năm nay, giờ ngày hôm nay, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng rồi. Thánh mẫu mắt bạc, Teresa, truyền kỳ nhất giai người có hy vọng trở thành bán thần nhất trong quan minh giáo hội. Hiện thực. Tiểu Lý về rồi đấy hả? Chào buổi tối bà Trương ạ. À anh trai ngốc nghếch của mình không ngờ lại gửi cho em gái món đồ kỳ lạ này một hạt đậu dùng để ăn sao rô em gái về rồi đấy hả à? tiền đánh bạc bố cô em thiếu của bọn tôi bao giờ mới trả đây hắc hổ bang xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi bất hợp pháp không hay rồi là bọn xã hội đen đến đòi nợ chẳng phải vẫn chưa đến thời hạn hay sao anh trai tôi đang cố gắng đi làm để trả nợ rồi hi hi bọn tôi biết chứ Bọn tôi chỉ đến thu chút tiền lãi mà thôi. Và đây là nội dung chuyện phát sóng trực tiếp, ta quét ngang dị giới, chương 9. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào, các bạn hãy để lại bình luận của mình phía bên dưới và đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất của mình.